Tú Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Máy rất là đẹp. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Zin ốc đít, zin đến từng con ốc. Và viên pin theo máy thì còn 100% sạc 87 lần mọi người nhé. Sạc 87 lần, đến tháng 8 năm 2020. Máy rất là chất. Bây giờ thì em sẽ thử một số tính năng cho mọi người xem nhé. Thứ nhất là màn hình của máy rất là sáng đẹp mọi người nhé. Chu tôn đầy đủ này. Loa to rõ. Nói chung là máy zin app thì mọi người dùng rất là yên tâm mọi người nhé. Đặc biệt là những chiếc máy nó chất như thế này. Những chiếc máy mà dùng ít như thế này. Face ID nhạy mọi người nhé. Bây giờ em sẽ thử cam sau. Rất là nét mọi người nhé. Áp suất thì nó có nhiều dạng áp suất lắm mọi người. Những chiếc máy này là áp căng mọi người, áp căng tức là hút không có tí khí nào ra mọi người nhé. Và nó là áp zin chứ không phải áp đóng lại. Đường link của sản phẩm thì em sẽ để ở dưới phần mô tả video mọi người nhé. Trong đó thì có chi tiết rồi thì giá bán. Thứ hai là ở trong video thì mọi người có thể tham khảo cả những sản phẩm khác. Và chiếc máy này thì giá em để cho mọi người là 12.500.000 mọi người nhé. 12.500.000. Đối với một chiếc máy zin chất dùng ít mọi người, pin 100% thì em nghĩ là khá là rẻ. Mức giá bên em báo thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc, tặng phụ kiện chất lượng và bảo hành 12 tháng, bao dùng thử trong 24 giờ. Không ưng thì mọi người có thể hoàn trả máy và nhận lại tiền mọi người nhé. Bên em có địa chỉ tại số 40 Võ Thị Sáu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và địa chỉ thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Đối với khách hàng ở xa thì bên em ship code toàn quốc mọi người nhé. Đấy, mọi người nhận hàng rồi kiểm tra kỹ hàng trước khi thanh toán tiền. Cảm ơn mọi người đã xem video.